Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình sàn đấu ca từ được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ tối chủ nhật trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, đứng kế cạnh tôi là người bạn dẫn của tôi, Võ Hà Trâm. Xin cảm ơn Ngô Kiến Huy, một MC, một ca sĩ, một diễn viên đa tài và rất có duyên. Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và đầy tự tin khi đứng kế Ngô Kiến Huy. Chính xác. Để làm tốt vai trò MC của mình. Và nào, tôi biết là bạn đang muốn nói luôn phần của tôi, xin mời. Dạ thưa quý vị, bây giờ là Võ Hà Trâm. Quý vị và các bạn thân mến, sàn đấu ca từ là một chương trình rất là vui nhộn, rất là hấp dẫn và đầy thư giãn. Và đây là một trò chơi, một game show được xây dựng trên nền tảng karaoke. Đúng. Karaoke là gì? Xin mời Võ Hà Trâm. Karaoke là một cụm từ. Một cụm từ gồm ba chữ cái. Ca. Trời đất ơi, karaoke ba chữ cái, biết đếm không? Không. Hèn rồi, thôi bỏ qua. Đây là một cụm từ thể hiện cho việc là chúng ta sẽ có chữ hiện trên màn hình và chúng ta sẽ hát những gì có trên màn hình. Chính xác. Già trẻ, lớn bé, mập, ai ốm, đẹp, xấu, bình thường và không bình thường đều có thể hát được. Đến với sân chơi này, những người chơi của chúng tôi sẽ rất là căng thẳng khi phải vừa đoán bài hát, vừa phải nhớ lời bài hát. Đúng. Và phải trả lời thật nhanh. Đây là một trong những thử thách khó khăn khi tôi đến với chương trình sàn đấu ca từ. Và cái điều khó khăn nhất của tôi ngay bây giờ đó chính là phải dẫn chung với một nam ca sĩ tăng động. Một nam ca sĩ mà tôi nghĩ là bất cứ một bài thuốc nào cũng không thể giúp anh ấy tỉnh được. Anh ấy đã chuyển qua vấn đề là ngâm vô hồ thuốc rồi, không có chữa trị được nữa. Chúc Huy may mắn. Khán giả thắc mắc tại sao trên đây lại có hai cái chuông này. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, trên sân khấu của chúng tôi là hai chiếc chuông. Chiếc chuông thứ nhất là chiếc chuông màu đỏ. Huy ơi, Huy, cái chuông không phải cột, đừng làm vậy. Cứ bị dính cho nó là bị chạy hoài luôn á. Đó là chiếc chuông thứ nhất. Và chiếc chuông thứ hai, chiếc chuông màu xanh qua bên đây, qua bên đây. Chiếc chuông màu xanh. Và ngoài hai chiếc chuông thì chúng ta còn có gì nữa Huy? Đó chính là những nhân tố, những tế bào, những mớ thịt, những khóm cơ của chương trình sàn đấu ca từ. Tôi tưởng tôi đang tập thể hình. Họ là những chàng trai độc thân, vui tính, sở hữu cơ bụng 6 múi, toàn cao trên 1m75, thậm chí có người cao 2m9. Xin được giới thiệu ban nhạc Long Black. Chúng wow. ta đã làm quen với ban nhạc tài năng. Họ quá trẻ, độ tuổi chỉ từ 15 đến 16 tuổi. Và thưa quý vị, vẫn còn hai nhân vật cộm cán khác. Họ là hai ca sĩ của chương trình được chúng tôi mời về đây bằng cả trái tim nhiệt huyết của người con gái, của người con trai, của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là Minh Trí và Kim Ngân. Trước tiên, hãy cùng điểm sơ qua luật chơi của chương trình sàn đấu ca từ như sau. Chúng ta sẽ có 4 vòng thi, trong đó có 3 vòng thi là đấu đối kháng đơn. Tức là sẽ có một đội chủ nhà gồm một ca sĩ sẽ thách đấu với lại 3 người chơi đến từ đội thách đấu. Lần lượt cả 3 thành viên sẽ ra đấu từng trận đấu đơn. Và vòng 4 là dành cho những ai chiến thắng vòng đấu đơn với đội chủ nhà. Cả hai bên đều cân sức, cân tài. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đến với đội thách đấu trước để xem họ từ hành tinh nào đến. Chắc chắn họ không phải từ hành tinh này. Chúng ta sẽ cùng biết họ là ai. Xin mời. Gió đồ. Wow.
Nhiệm vụ mới. Các bạn có thấy không? Các bạn có thấy không? Chương trình mình quá đầu tư đi các bạn à. Đúng vậy, nhất là trang phục. Mời về đây cả về người sắc Iron Woman, Thor thần sấm người và nhận. Cả Spider-Man nữa. Nhưng phiên bản Việt hóa nó có gì đó sai sai nhẹ. Chính xác. Chấp nhận được, không sao. Hãy xem biệt đội này sẽ... Tôi không nói được nữa. Và chúng ta hãy cùng làm quen với họ ngay trên sân khấu này. Xin mời. Thank you.
làm gì. Từ khi em cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi, vì đâu khi ta đã gặp nhau mãi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn vì ai đó. Huy thấy chưa? Công nhận. Chúng ta đang đi xem show rock đó. Ai cũng giống rocker hết nè. Các bạn thân mến và yêu quý, bây giờ là khoảng thời gian 5 phút 30 giây dành cho quảng cáo. Xin mời các bạn hãy nói về mình đi nào. Ho. Ok, mình tên là Võ Nghi Bình, là anh cả hiện tại của nhóm ngày hôm nay. Và vậy thôi đó. Bây giờ hiện tại Nghi Bình già nhất đó chị, là già nhất trong nhóm. Mình đang làm gì? Bán dầu gội. Hèn chi, mình giờ mình ship cho Trâm nha. Hay quá. Bạn hỏi câu đó rất là tế nhị nha Trâm. Nhìn thấy mái tóc này là biết gội đầu thường xuyên rồi. Đó. Còn tiếp theo cô gái Iron Woman. Xin chào tất cả mọi người, mình là My Ngân, cũng là em út trong nhóm. Em thì em không có mềm mại như hai anh, em đi sửa xe. Cái này gọi là vạch trần đó. Em vừa mới vạch trần một sự thật quá. Và cuối cùng, nào giờ tơ lụa. Dạ em tên là Huỳnh Đức Duy ạ. Em là anh của con bé này và em của ông này. Nghề nghiệp của em đang là kỹ thuật viên phòng thu và chung nhóm nhạc với hai người này ạ. Vậy là các bạn đang là một nhóm nhạc chuyên nghiệp. Nhóm gì nói luôn đi, quảng cáo luôn. Dạ nhóm nhạc Tia Chớp Bạc ạ. Sao không phải là một cái tên khác mà gọi là lại chọn là Tia Chớp Bạc? Vâng, mình để mà nhắc tới cái câu chuyện về cái tên này thì tụi em hơi gọi là mang nhục một tí xíu đó. Không, chương trình này là nhục là chuyện bình thường nha, không có gì. Dạ là nó phát hiện ra cái tên này là do là tình cờ một lần cả Ben hẹn nhau đi ăn ốc. Và sau khi mà gọi món ra xong hết thì em vừa có một cuộc điện thoại. Và em chỉ vừa mới nhấc điện thoại lên, alo. Sau đó em cúp máy quay lại và cái bàn không còn một con ốc. Wow. Và mọi người có hiểu lý do tại sao lại lấy ra là tia chớp không ạ? Mà vì sao nó lại là bạc? Bạc là tại vì số em bạc quá em rồi. Là tia chớp bạc. Vậy là cái tên gọi này dựa trên số phận của người con gái này. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao vậy bạn? Bạn tại sao lại cho một cái có khoảnh khắc như vậy? Tại sao lại đối xử với em út mình như mà vậy? Mà là nuốt luôn dĩa ốc vậy? Dở đâu. Tại em có đâu có nghĩ là mọi chuyện nó nhanh tới vậy đâu. Đây cũng là nạn nhân anh à. Vậy là hóa ra bé ba là người ăn hết à? Nhìn đi. Huy nhìn đi nè. Có ai thấy tôi đâu không? Quy ơi, Quy đứng đằng trước thấy Trâm đâu không? Ảo thuật. Đó là lý do vì sao ốc không còn một con. Như vậy các bạn đến với ngày hôm nay là lấy tên là Tia Chớp Bạc rồi đúng không? Dạ, tên của đội mình. Dạ. Hy vọng là ngày hôm nay các bạn sẽ có những màn thi đấu, thách đấu rất là xuất sắc và mang về những số tiền thưởng vô cùng giá trị. Bây giờ, đối thủ của các bạn sẽ lộ diện. Và chúng ta sẽ cùng làm quen với đội chủ nhà. Đội chủ nhà mở ngoặc tức là đội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho đội chủ nhà để giúp bạn ấy có điều kiện bất lợi nhất để mà chiến thắng. Nó có mâu thuẫn quá không? Tại vì nếu mình nói mình hỗ trợ quá người ta sẽ nói mình thiên vị. Thì mình nói mình hỗ trợ được rồi, không cần phải nói là bất lợi hay có lợi. Vậy tôi sai rồi, nói tiếp đi. Đội chủ nhà sẽ là một vị khách mời đặc biệt. Cô ấy là một ca sĩ. Cô ấy vừa hát, vừa sáng tác. Có thể chơi được
nhiều thể loại nhạc, chưa nói xong. Thôi đi. Có thể chơi được nhiều thể loại nhạc cụ như là piano, guitar, trống, hát rock luôn. Ồ, oh, hát rock luôn hả? Hát luôn nhạc R&B. Hát cả về bolero. Rất nhiều thể loại âm nhạc. Ai? Ai mà có thể tài năng được như vậy? Tôi không biết nữa. Tôi không hề biết. Tôi không biết đó là ai cả. Trâm là ai vậy? Đó chính là Vũ Cát Tường. Tại vì
chúng tôi gặp nhau. Cái gì mà anh giới thiệu em mà biết hát bolero nữa? Đó ổng hết đó nha, chị không có dính dáng. Thấy là thấy sai, nghe là thấy sai rồi đó. Tường thân mến, dạ. Bên phải của bạn đang là những đối thủ rất ngang. Em không dám nhìn đó, anh thấy không? Rất ngang tài, ngang sức. Rồi, không muốn đối diện với sếp. Em đứng đó đi, chị sẽ che chở. Nhưng mà họ cũng đang không dám nhìn em, bởi vì em nhìn đi, em quýnh cái đôi dép quá mạng. Thôi bây giờ mình nhìn dép nhau thôi. Em dính cái đôi dép quá mạng rồi đây, hai cái cục này thêm cái micro nữa. Oh yeah. Em đi bán trang sức hả em? Dạo này á, vàng nó xuống giá, kim cương nó cũng xuống giá. Bà nhìn da giày của bà đi. Ừ. Hả? Biết sao không? Tôi á là tôi phòng trường hợp lỡ như cúp điện thì hai tụi tôi là những người sáng nhất. Chính xác, à. Giúp đỡ cho anh. Tường ơi, Tường đến với sân đấu ca từ, Tường muốn nói gì với khán giả không? Thì Tường không có gì để nói. Tường xin giới thiệu, Tường tên là Vũ Cát Tường. Và okay. Tường cũng năm nay cũng 25 tuổi rồi. Và cũng tới đây du là chính. Giải thưởng là 10. Hay quá. Các biết bạn... thì sao? Các bạn nghe chưa? Các bạn nghe chưa? Giải thưởng là 10 đó. Ơi, tôi không có muốn nhìn mấy người này. Tôi sợ lắm. Tôi thấy là dữ dội, có một sự nguy hiểm nhẹ đó. Tụi em thân thiện lắm chị. Đúng rồi chị, nhìn gì thôi chứ hiền hòa lắm. Mình cũng hiền lắm. Wow, well. 49 gặp 50. Tường ơi, mình ghi lấy tên là Tiêu Chấp Bạc rồi đó, mình lấy tên là gì? Tường sẽ là... Cơn mưa hột lụ. Tường không chìm. Trời ơi. Cái tên mà tao nói nó khó đọc giả mang luôn đó. Chỉ có những người có những suy nghĩ thiên tài mới nghĩ ra được những cái tên đó. Tường không chìm. Và chúc Tường không chìm sẽ nổi. Oh yeah. Bây giờ làm quen xong rồi, chúng ta cùng nhau đến với thủ tục đầu tiên. Đó chính là đội Tia Chấp Bạc sẽ cử ra một người để đấu vòng 1. Là ai ạ? Anh cả, bé Ba hay là bé Út? Thôi thì... Trận làm... đầu tiên thì để cho anh cả. Anh lớn chết trước. Đúng rồi, có tuổi rồi. Mẹ thí nghiệm trước cũng đúng. Rồi, okay. Xin mời các bạn vào vị trí ạ. À. Wow. Bây giờ nhiệm vụ của bé Út và bé Ba là cổ vũ tinh thần. Tường ơi, Tường. Tường làm điều đó. Em kiểm tra cái chất lượng của cái chuyện bấm này, em thấy nó cái chất lượng cái chuông nó đã được Huy thẩm định rồi Tường. Đó đã trải qua rất là nhiều những bài kiểm tra khắc nghiệt và điều rớt cả Tường à. Nên đừng có bứng lên nữa. Đừng có móc, đừng có ngoáy, đừng có bức nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên. Tên gọi đó chính là Tàng Hình. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Và đây là vòng 1 Tàng Hình. Vòng 1 Tàng Hình sẽ có thể lệ như sau. Rất đơn giản. Chúng ta có 3 bài hát. Ha, 3 bài hát. 3 bài. Và trên màn hình LED này sẽ hiện lên một đoạn nhạc. Đoạn nhạc đó sẽ được thể hiện bởi hai ca sĩ để cho các bạn biết đó là bài hát gì. Sau đó, một đoạn nhạc khác sẽ xuất hiện, một hoặc hai câu hát được đánh dấu màu vàng. Đánh dấu màu vàng và bắt đầu mờ dần và mất đi trong vòng 5 giây. Phải quan sát thật kỹ, phải ghi nhớ đó là lời gì. Và sau đó ai bấm chuông nhanh hơn sau hiệu lệnh 10 giây bắt đầu, bạn sẽ giành quyền trả lời. Bạn trả lời bằng giai điệu bài hát. Và lưu ý một điều, đó chính là nếu các bạn chơi quá xuất sắc và chiến thắng sớm, tức là đoán đúng cả hai bài hát đầu tiên, dĩ nhiên các bạn là người chiến thắng, bởi vì chúng ta chỉ có 3 bài thôi. Nhưng bài cuối cùng vẫn phải đấu với nhau, đó gọi là đấu giao hữu. Dạ là đấu cho vui thôi không? Đúng rồi, chỉ mang tính chất tượng trưng. Ai ghi điểm sẽ có 1 điểm. Nếu bạn đoán sai, điểm đó sẽ dành cho người còn lại. Các bạn nên nhớ là sau khi chúng ta hát xong đoạn nhạc đó, chúng ta còn phải đọc lại câu hát đã bị mất to, rõ, rành mạch. Và bản hệ thống sẽ trả lời rằng đúng hay sai. Nếu chiến thắng vòng thi này, các bạn sẽ được 3 triệu đồng. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ? Không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời hệ thống. Bài hát đầu tiên xin mời... Hệ thống.
ban nhạc và ca sĩ. Và 5 giây dành cho thử thách của chúng tôi đưa ra cho các bạn. Các bạn phải quan sát thật nhanh. Dòng chữ màu vàng sẽ mất dần trong vòng 5 giây. Thời gian 10 giây để nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời Tường Không Chìm. Mặc dù chúng tôi đã bung lụa và múa rất nhiệt tình trước màn hình, nhưng mà Tường vẫn hát được. Không ngăn cản được Tường Không Chìm. Và bây giờ Tường Không Chìm có thể đọc lại câu hát vừa rồi được không? Nói ra để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Sao tự nhiên Huy cười vậy Huy? Tại vì theo như bộ nhớ cá vàng của Huy thì có cái gì đó nó cứng cứng. Nó cứng cứng. À, như Huy đã chia sẻ là đây là một bài hát ấn tượng từ lúc nhỏ của Huy. Mới đẻ ra nghe bài này rồi. Ủa sai hả? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả từ hệ thống. Và như tên gọi, Tường Không Chìm, không có chìm. Tường đã mang về cho mình 1 điểm. Chúc mừng Vũ Cát Tường. Tôi chỉ là người tạo không khí vui vẻ cho Tường thôi mà. Không có vui vẻ chứ. Rất Huy, là hồi hộp. Huy được trả tiền để mua vui Tường à. Và Vũ Cát Tường đã dành cho mình 1 điểm đầu tiên. Chúc mừng bạn. Khi chấp bạc đừng buồn, bởi vì chúng ta vẫn còn một bài hát nữa để bạn có thể giành quyền chiến thắng cho mình. Đâu buồn đâu, coi như chấp Tường điểm đầu tiên. Bạn không buồn mà sao gương mặt bạn nó thể hiện cười hơi sượng hay chứ đâu có gì đâu trời ơi. Đâu, bạn cười lại một cách cho nó tươi tươi chút đi nào. Khô ngầu. Vâng, hai người chơi đều rất cá tính. Đúng rồi. Hai MC cũng cá tính không cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo. Xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc và ca sĩ. Dễ thương lắm á, bài này dễ thương á. Cùng mắc vóng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường giá trơn mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tôi. Và bây giờ là thử thách. Các bạn ghi nhớ thật nhanh nha. Hãy sẵn sàng, thời gian 10 giây để nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời, đi cho bạc. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, bụi bay rừng già cho dài mà thay áo, hết dầu rồi à, con ấy mang thùng. Còn em thương bên tay anh mùa đông, nương khe cạn bướm bay lẻn đá, biết lòng anh say miệt đất lạ, là chẳng dám lo đường chẳng bơm thu. Wow! Nào xin mời xin các bạn đọc lại đáp án. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo, mũi bay rừng già, cho dài mà tay áo hết đâu rồi em lấy mang không. Còn em thương bên tay anh mùa hơn. Thôi tới đó được rồi, tới đó được rồi. Mà sao tôi thắc mắc, cái giọng hát, cái giọng nói nó không liên quan gì tới nhau chứ. Cái ngoại hình đúng vô luôn á. Vậy mới dữ. Bây giờ là nhờ bạn đọc lại rõ ràng. À, Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường là gánh gạo, mũi bay rừng già, cho dài tay áo. Wow, đúng vậy. Dạ. Hãy xem đáp án hệ thống là gì. Tên. Một điều cho hai đội Tia Chớp Bạc và Tường Không Chìm. Nào, bây giờ sẽ là bài hát quyết định xem Tường Không Chìm hay là Tia Chớp Bạc là người chiến thắng. Xin mời hệ thống bài hát cuối cùng. Xin
Xin mời ban nhạc và ca sĩ. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và núi lắng dần, những điều tôi chưa nói với em, hôm chia tay cây vừa chua lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên. Những giai điệu rất mượt mà. Các bạn hãy chú ý thử thách của chúng tôi. 5 giây. Và thời gian 10 giây để nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Tường. Trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi theo cơn mơ niềm đau sẵn thật. Hát gì lên khi đêm quá yên em còn đâu đó. Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển sâu sóng trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giang ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Chết rồi. Sao từng người, sao từng người đi não nó bị đông rồi. Trôi theo cơn mơ dòng sông chối chang, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Những con đường trải đầy có bình yên nào không xót xa. Em em đi xa quá. Em đang nơi đây hay còn đâu đó. Fan này rất thương, fan thương lắm. Các bạn giành được một điểm rồi. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn ghi nhận hai đáp án của bạn. Một là hát và hai là nói rõ. Em tưởng đâu khúc nói này mới quyết định chứ. Không. Khúc hát thì coi giọng hát hay không thôi. Mà bạn yên tâm đi, hát hay nói gì kết quả nó cũng như nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả. Xin mời hệ thống. I love you, Mỹ Ngân, I love you, Đức Duy. Và chúng ta sẽ xem lời bạn. Có bình yên nào không xót xa. Em nơi đây hay còn đâu đó. Chương trình muốn Vũ Cát Tường hát lại bài này một cách hoàn chỉnh và tròn trịa, để chúng ta cùng đắm chìm trong không gian của bài hát Chưa Bao Giờ. Này, có được cộng điểm không? Được, được, được. Cộng điểm cố gắng thôi. Trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa. Em nơi đây hay còn đâu đó. Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau bên số sông trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giang ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Ôi Tường ơi, bạn vừa mới hát một bài hát mà Trâm rất yêu thích. Cảm ơn Tường rất nhiều. Cho tụi em điểm đây. Đừng xin tôi. Tôi Tường không ơi, có cái cơ chế cho điểm. Chúng tôi đã ghi nhận lời thỉnh cầu của bạn và chúng tôi tặng bạn món quà, đó là mang bà em Cindy về nuôi. Miễn phí. Nào, như vậy tỷ số đang là 2-1 và chiến thắng tại vòng 1 này đã thuộc về Tia Chớp Bạc.
mừng các bạn nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Đừng lo Tường à, chúng ta vẫn còn đến 2 vòng đấu nữa. Và không biết là bé Thor có cảm nghĩ gì về vòng đấu 1 này cũng như là nhận định gì về đối thủ của mình? Thì nói chung là cũng cảm ơn Tường đã nhường cái phần thắng còn lại một cách nhẹ nhàng cho mình. Tuy nhiên thật sự là hai bé còn lại trong bên nguy hiểm hơn mình rất là nhiều vậy nha. Một lời warning nhẹ nhẹ cho Tường không chìm. Tường ơi ráng nha Tường. Chúng ta sẽ có một sự thay đổi về nhân sự của đội tia chớp bạc. Rồi đập tay đổi người nè. Ủa kỳ vậy sao hai đứa luôn vậy? Hai người luôn hả? Wow. Em phải dìu nó ra mới. À ok. Rồi anh hiểu. Lỡ có gì đừng về xử em nha. Rồi đưa bé Út ra chơi với Tường không chìm rồi. Vòng 2 tên gọi phản chiếu. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ. Và đây là vòng 2 tên gọi phản chiếu. Về thể lệ của vòng chơi này cũng tương tự như vòng 1. Rất đơn giản, chúng ta vẫn có một đoạn bài hát và được ca sĩ hát cho các bạn biết đó là bài gì. Ở đoạn nhạc tiếp theo sẽ không có chữ được biến mất nữa, mà nó sẽ được phản chiếu như các bạn đang nhìn vào một tấm gương. Và các bạn sẽ phải hát đoạn nhạc đó nếu các bạn giành quyền trả lời trước. Chiến thắng các bạn sẽ giành một điểm. Các bạn đoán sai, điểm đó dành cho người bên cạnh. Ai thắng hai bài trước sẽ là người chiến thắng. Và Trâm xin bật mí dòng chơi này, ai chiến thắng sẽ được 5 triệu đồng đó. Chắc được một chiếc giày của Tường. Gì chơi? Còn không thì ra chợ Kim Biên mua 5.000 kim tuyến về rắc cho đôi giày. Cái này là kim cương xây nhuyễn ha. Cái này nè, ở chợ Kim Biên nó bán không, nhiều lắm. Tôi nghĩ giày này không có chợ Kim Biên đâu. Có thấy không? Nè. Cái hạt đẹp quá trời đẹp. À, em đề nghị ban tổ chức cho hai MC về vị trí cũ. Nãy giờ khó chịu á, nó chói vô mặt. Tại vì tôi cũng thích hộp nhiều á, cho nên tôi nhìn ai mà mặc đồ hộp tôi khó chịu lắm. Rồi tập trung chuyên môn nè. Quay trở lại chương trình. Rồi ok. Đó. Chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Dễ thương. Bây giờ là thử thách của chúng tôi. Thời gian 10 giây những chuông bắt đầu. Xin mời Tường không chìm. Đọc được đấy. Hát đi em. Vẫn đọc đó. Mặt bắt đầu nghệt dần rồi. 5, 4, 3. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biến biệt trăng lần trên trời nước ta. Lặng nghe trăng gió bằng nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay dễ
Hình như là mời bạn Tường đọc lại một lần nữa đáp án nào. Đến công cho cái gì? Đến đền công. Đền công cho dễ nỉ non, trời cho sao chiếc ngàn muôn. Rồi, Tường đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa nè? Yeah. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Xin mời hệ thống. Chính xác, tỷ số tại vòng 2 này hiện tại đang là 1-0 nghiêng về Tường không Dream. Ngân ơi, em phải bấm chuông thật nhanh nha. Được thì em nha. Không biết, em cũng bấm đi. Em cứ bấm trước đi, rồi trả lời sau. Được, sai được. Có mất gì đâu. Chỉ là cho điểm thôi. Cho bạn thôi. Đúng rồi, cố gắng đi Ngân nha. Các bạn có thể cổ vũ cho tia chớp bạc được không ạ? Và bây giờ sẽ là bài hát thứ hai, xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Ôi trời ơi, bài của chị Chanh nè. Bài gắn liền tên của chị Chanh. Cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình. Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Tha phương xa trong cố hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng. Xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối. Oh yeah. Dạ, thử thách của chương trình đưa ra. Thời gian 10 giây để nhấn chuông bắt đầu. Nào, 5, 4, 3. Mơ mây mong manh khói xưa, vẫn là mọn gió bay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa, tiếng thời xuân đã trôi qua màu. Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Còn vương chi kiếp tội tình ra từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà. Ra từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Ra từ dẫu là chẳng còn chi nữa. Bài hát rất là nổi tiếng. Cái gì? Rất cái gì? Rất cái nổi tiếng. Nổi tiếng, ừ, hơi trong nổi hơi cao. Tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, bài hát Giả Từ Dĩ Vãng. Vâng, và câu trả lời của em là: mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Xin mời đọc. Chúng ta đã có một điểm dành cho tư giáp bạc. Các wow. bạn đây là một đều. Căng thẳng quá, y như vòng 1 vậy đó. Gây cấn quá. Bài hát quyết định cuối cùng đấy nha. Bây giờ là ai không biết cứ bấm trước đi nha. Rồi tính sao nha. Thiệt, tôi không nói được luôn á, tôi bị. Thôi, ông không nói, đứng đó ông coi tôi nói. Xin mời bài hát kế tiếp. Xin mời hệ thống. Tư giáp bạc. Xin mời ban nhạc.
bài tủ của tôi nè. Rất quen thuộc. 5 giây của thử thách. Thời gian Chưa. Không, bị loại. Không, ai nói tôi đâu có công bố. Ôi cái chuyện mà bấm chuông trước là bị loại đâu. Bây giờ mới bấm nè. Để tay xa chuông ra. Để tay xa chúng ta. Bây giờ bỏ tay ra khỏi cái chuông. Hoặc là để sai 16-50. Để 10 giây bắt đầu rồi mới bấm nghe. À sao đếm 10 giây bắt đầu là mới bấm là sao? Có nghĩa là đếm ngược từ đây tới không, 10 kêu có sau cái chữ đầu là bấm rồi. Sau chữ bắt đầu á. Thời gian 10 giây bắt đầu. Wow. Không chìm. Không chìm phải không? Đúng rồi. Mừng quá không chìm. Trang sách hồng nằm mơ mà. Rồi là bị vắng bóng tuổi thơ đó. Bài này không thuộc là tuổi thơ có vấn đề đó. Bây giờ Tường đọc lại đi. Câu là em gối đầu trên những dòng thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ bay giữa đời làm mát ngày qua. Đó. Rất khen cho Tường. Để xem hệ thống chấm đúng hay sai. Xin mời. Đấy là Tường không chìm đã dành cho mình thêm 1 điểm. Đồng nghĩa với việc là đã dành về cho mình 5 triệu đồng. Chúc mừng Tường không chìm. Ở đây chỉ có là ai kém may mắn hơn thôi. Ngờ người có lẽ may mắn không dành cho mình. Em đã rất là nhanh tay nhưng không ngờ chị Tường chị lợi hại quá. Bên đây người ta tập chấn chuông hàng ngày đó em. Em sẽ kim chị. Ngày nào cũng tập nhấn chuông để chơi game show đó. Đầu tư lắm, biết không? Bởi vì hai chị em nhấn ghét mà có nhiêu đây. Nhấn. Bà còn mang cái giày cao giày nè. Người á thì đôi giày lấp la lấp lánh. Người thì đôi giày như cái ghế vậy đó. Đừng lo, đôi bạn vẫn còn bé Út mà. Ê lộn, bé ba. Rồi lên đây thím ba. Chưa, ngồi đó, đừng có lanh. Tôi mời mới lên. Cuối cùng phân định Tường không chìm là người giành chiến thắng trong vòng chơi này. Xin chúc mừng bạn một lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi tiếp theo được mang tên Truy Tìm. Và đây là vòng thi thứ 3 tên gọi Truy Tìm. Theo nguyên tắc về định nghĩa từ vựng học, truy tìm là mình phải tìm và mình truy nã nó. Vì thế, luật chơi của vòng này vô cùng đơn giản. Nó sẽ giống y chang vòng 1 và vòng 2, chỉ khác 90% thôi. Đó chính là những từ khóa màu vàng sẽ không biến mất, mà nó chỉ bị đảo thứ tự một cách lộn xộn, không theo một trật tự nào hết. Và nhiệm vụ các bạn là phải hát được câu hát đó. Từ khoan. Sao vậy em, Tường? Em gật đầu mà. Em gật vậy đó hả em? Mỗi lần em gật vậy đó hả? Trời ơi. Đừng đụng vô cái chuông nghe em. Đụng vô chuông chị trừ tiền á. Trừ điểm em luôn nha. Okay. Hiểu chưa? Hiểu. Vậy nó xong rồi đó. Ủa, vậy nó xong rồi hả? Ừ. Rồi hả, hiểu chưa? Có ai hiểu không? Em hiểu rồi. Ừ. Mà giờ em đâu chơi nữa đâu. Rồi, bây giờ chị nói thêm. Dòng này tiền thưởng sẽ được nâng lên một chút. Đó là 7 triệu đồng. Người nào hát trước 2 bài hát
sẽ giành chiến thắng. Và bài hát còn lại là giao lưu văn hóa văn nghệ ha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hai cô gái của tôi chưa. Còn một... chúng tôi sẽ có sự đổi người, thay đổi người cuối cùng. Dạ, xin mời bé Ba vào thay cho bé Út. Bé cả, thỉnh Út về nào. Không, tụi em đi đâu cũng phải đi chung gì đó anh. Ôm nhau một cái nó mới chịu. Trời ơi, người nhà yêu thương nhau ghê. Đừng em, đừng làm điều đó. Ông kia ông ra mình ơn ổng mới thắng ha. Ừ. Còn hai người làm lố hồi nghi lắm nè. Nghi lắm. Mà em chỉ thấy cái tướng của em á, với cái chiều cao của em quýnh cái chuông nó nhẹ thôi. Dạ. Chỉ sợ em quýnh một phát nó lúng luôn cái sàn. Nghe em nghe. Em vậy chứ em mềm mại lắm chị. Tôi nghi rồi. Tôi cũng nghi rồi. Hiểu ha. Không lẽ bà Tường mạnh mẽ hơn. Tường ơi, bạn có lời nào dành tặng đối thủ mình không? Chúc vui. Hay là không có vui lắm rồi. Thân chào quyết thắng. Trời ơi. Dạ thưa quý vị, như vậy luật chơi đã rõ rồi. Và hai thành viên của hai đội chơi hãy sẵn sàng nhìn lên màn hình LED. Và bài hát đầu tiên xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Em đi trên con đường mòn ôm đôi bờ đường đen, em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre, quê hương em ở ngoài thành sông nhà tranh, em đi qua mấy sông vượt mấy đường dẫu lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lối về. Bài hát rất ngắn nha các em bạn. Em đi trên cỏ non. Và bây giờ là thử thách của chương trình đưa ra cho các bạn. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời tia chớp bạc. Nhấn muốn rụng cái chuông người ta luôn. Hát cho rõ nha em. Dám khói xăm chân mây hỏi rằng có phải sương mai trăng ngao trăng ai đi vội vàng bóng dáng thơ ngây tia nắng nhuộm vàng thôn sớm cơn gió rùng bông bơi trắng nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quên biết em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn dối dịnh chiều hôm em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động của mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa của mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ca khúc em đi trên cỏ non. Nó thể hiện được sự mềm mại của em đó. Quá mềm luôn. Chị không ngờ bên ngoài là sự mạnh mẽ nam tính của Biren, nhưng bên trong lại có sự ngọt ngào dân ca của Quang Linh. Nhưng bây giờ em có thể đọc câu hát vừa rồi của em được không? Vậy là tia nắng nhuộm vàng thôn sớm, cơn gió rụng bông bưởi trắng à? Chắc chưa? Em chắc chắn à? Oh yeah. Tém bớt vô nè, tém vô nè. Và xin mời hệ thống. Đúng rồi. Đúng thiệt là đừng nhìn mặt bắt hình dong. Ừ, mình không thể ca nào. Ca này khó nè. Ừ, nhưng mà giờ biết rồi đó. 1-0 rồi đó bé. Bé.
Nào, bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngó tên bao giờ thì hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Hai đứa chân này tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đã lên lắc lư theo anh là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn hay là sẽ là thử thách rất cần vừa. 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Thấy chưa, mỗi lần nhấn chuông là muốn rụng cái chuông mà. Em ơi, thể hiện sự mạnh mẽ đi nào. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời, liệu ngày đó nhiệt tình ngó lời, chúng ta lấy nhau chưa em ơi. Đành bao phó mặt ở duyên trời, nhưng thâm tâm anh trách nàn tại sao vội, một người vượt một người không đợi, thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên đã lừa theo hay anh thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn hay là câu hát vừa rồi đi ạ. Dạ là: nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội, một người bước một người không đợi, thì đành tìm ai ai ai. Đúng rồi. Nói chung đành là tôi bất ngờ lắm. Bạn hay là hệ thống mà nói đúng rồi luôn. Ủa vậy hả? Bà em mới lanh nhất đó. Thì cái đường nói của bà mới được. Chương trình này thì chủ yếu ai nghe nhạc nhiều, biết nhiều bài sẽ có lợi thế Tường hả? Còn Tường thì tự sáng tác tự hát nó hơi khó một chút. Không, cái này là phải phục bạn này thiệt. Bữa mới đi hát đám cưới bài này đó chị. Đám cưới hát bài này hả? Dạ đúng rồi, mà không biết sao mà bầm hết con mắt. Hiểu lý do đấy em. Về là may rồi. Ừ, em còn đứng đây là mừng nữa. Xin mời hệ thống đánh giá. Và tia chết bạc. Thưa quý vị và các bạn, như vậy với chiến thắng 2-0 thì đồng nghĩa bạn là người đã chiến thắng ở vòng đấu này. Nhưng chúng ta vẫn còn một bài hát nữa. Xã giao. Xã giao. Xin mời hệ thống. Cái này khỏi xã giao luôn. Bấm đi, bấm hay không bấm gì cũng vậy à, bấm đi. Có gì hát phụ cho. À, mạnh mẽ quá mà. Lần này khác lần trước ha. Xin mời. Ơi, ơi dàm cỏ đông, ơi hơi dòng sông, nước xanh biển biến chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi nơi đuổi mình đi, đời dắt sông càng xanh trong
dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Vừa này vào trước là em tiêu rồi. Nào đọc đi em. Nói đi nào. Dàm có đông đây, dàm có đông đây. Ta quyết giữ từng chiếc xuồng tấm lưới cây dầm à. Ừ, rồi, chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Hồi nãy là bạn hát dân ca rất là ngọt. Đi xem. Xin mời hệ thống. Wow. Tường, Tường có muốn nói gì không? Hả? Tường có muốn chia sẻ không, gì không? Không, Tường thấy thuyết phục chứ. Thuyết phục đúng không? Tại vì Tường không biết thật thì mình không... Không, chừng nào mà mình biết và mình nhớ không rõ thì mình mới tức chứ mà không biết thiệt. Tôi nghĩ là trên sân khấu này Tường là ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Mà bạn trai này cũng hát hay như là ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Thì là ca sĩ mà. Nhờ 2-3 năm đầu em hát acoustic đó thì em mới biết là những cái bài này. Chứ là một phần là em làm bên phòng thu mà. Phòng thu của em là thu bolero nhiều lắm luôn á. Trời ơi. Rồi, kho tàng rồi. Bolero dân gian dân tộc rồi. Chúc mừng em, chúc mừng Tia Giáp Bạc. Em đã thắng thuyết phục trong vòng này và 7 triệu đã dành về cho em. Không sao đâu Tường. Vòng 4 sẽ dễ thở hơn là bạn sẽ đấu với hai người. Em cần... Em có được quyền trợ giúp từ khán giả không? Sao mà chơi gì lấy đông đánh đánh hiếu không vậy trời? Đâu? Bạn là có sự trợ giúp của hai tụi tôi nè. Có không? Có. Em biết tôi có chọt. Giúp tôi có giúp bên đây nè. Bên đây mới đọt. Tôi tàng hình. Để tôi coi nha. Không phải, về cái tạng người là thấy là Tường thắng rồi. Sao vậy? Tường gọi là chấu nhất ở đây rồi. Cái đó gọi là bề ngoài, bề ngoài. Còn tạng người bên kia mới thắng kìa. Như vậy là vòng 4 này Tường sẽ chiến đấu với lại hai người đã thắng Tường tại vòng mẫu đơn. Đó chính là bé Ba. Bé Ba. Và bé cả. Hai bé đứng ngang vô. Nhau. Trời ơi. Rồi, chơi. Trời ơi. Ba. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng được mang tên Biến hóa khôn lường. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Sàn đấu ca từ và đây là vòng 4 biến hóa khôn lường. Wow, một trận đấu ngang tài ngang sức. Hai đấu một. Nói chung là hai đứa em chấp mình Tường đó. Chấp luôn hả? Ừ, chấp luôn. Em dám mạnh miệng nó chứ chấp luôn hả? Thầy ơi. Nhưng mà thấy bộ các Tường của chúng ta vẫn rất là ung dung. Đúng rồi. Ung dung lắm. Không sợ gì cả. Ung dung tự tại. Ung dung hả? Thì có biết gì đâu mà rung. Tôi nói là ung dung mà. Không, không ung dung thì cũng không làm được gì. Thôi thì cứ chiến đấu với những gì mình có thôi. Đúng rồi. Tường và Tia Giáp Bạc thân mến, luật chơi vòng 4 như sau. Rất đơn giản, chúng ta sẽ có duy nhất chỉ một bài hát. Nhưng sẽ tập hợp tất cả những thử thách từ vòng 1, vòng 2, vòng 3. Đó chính là tàng hình, phản chiếu và truy tìm trong duy nhất một bài hát tại vòng 4 này. Và các bạn phải nhấn chuông liên tục để giành quyền trả lời. Chúng tôi sẽ không phải là người ra hiệu lệnh nữa, mà tất cả sẽ do màn hình LED và hệ thống. Khi các bạn thấy 10 giây hiện lên trên màn hình LED thì các bạn hãy bấm chuông để giành quyền trả lời. Và vòng này có một sự đặc biệt, đó là chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi gợi ý để các bạn đoán được tên bài hát.
Nếu như các bạn trả lời được tên bài hát, các bạn sẽ giành quyền trả lời lượt đầu tiên cho mình. Trả lời sai thì các bạn sẽ giành quyền đó cho đối phương của mình. Và kết thúc ở lượt đầu tiên, lượt thứ hai chúng ta vẫn bấm chuông để giành quyền trả lời các bạn nhé. Chúng ta sẽ bấm chuông liên tục, hát liên tục. Và đúng hay sai, bảng điểm sẽ hiện lên cho các bạn biết. Các bạn đã rõ chưa ạ? Dạ rõ rồi ạ. Giải thưởng vòng 4 là 10 triệu đồng. Rất hấp dẫn. Bây giờ là 30 giây và gợi ý đầu tiên. Thời gian bắt đầu. Đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, tựa đề bài hát có hai chữ. Xin mời Tường. Ủa, tôi bấm được hả? Có nhường em cũng được. Nguy hiểm quá, mặt nguy hiểm quá. Rất nhiều những ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh có hai chữ. Ừ. Như được, ba bài hát. Mà có một bài mà Trâm rất thích, không biết là Tường đang nghĩ cái bài gì trong đầu. Rất thích bài này luôn, hiểu vậy? Ừ. Tường nói đi, Tường đừng cười nữa. Phải là bài nước ngoài không? Có phải hay không? Vậy bạn có chắc chắn câu trả lời của mình một hay không? Một fan hâm mộ của Tường đã rất xỉu. Đó là đáp án. Có một bài mà Trâm rất thích, không biết là Tường đang nghĩ cái bài gì trong đầu. Rất thích bài này luôn, hiện vậy? Ừ. Tường nói đi, Tường đừng cười nữa. Phải là bài nước ngoài không? Đó là đáp án chính xác. Đề thi của vòng 4 này là ca khúc Nước Ngoài, là một sáng tác rất cảm động của Phan Mạnh Quỳnh, viết về anh em đi xuất khẩu lao động. Phan Mạnh Quỳnh không những đã nói lên hộ những suy nghĩ, tâm tình, tình cảm của những người con xa quê, mà qua đó anh còn giúp cho người nghe cảm nhận được một trái tim nồng ấm với những suy nghĩ sâu lắng và sự đời của bản thân mình. Vậy là Vũ Cát Tường đã dành cho mình quyền trả lời đầu tiên. Chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát của vòng thi cuối cùng này. Xin mời bạn hệ thống. Hát chung nha. Xin mời bạn hát đoạn nhạc này. Ủa mất rồi hả? Đúng rồi. Vòng 1 đó, tàng hình đó. Tàng hình mà. Ủa, tôi lo nhìn bên đây rồi. Thôi hát lại đi, trúng được trúng trúng thôi. Điểm của anh kia. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau càng chiều. Ở nơi xứ người cũng mày sống trong mấy anh em. Bạn đã quen rồi. Từ đấy không có kịp coi. Và điểm đầu tiên đã dành cho tia chớp bạc. Tiếp tục. Lượt tiếp theo các bạn sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời. Xin mời tia chớp bạc. Ngày hôm qua ai nhắn gửi, cô bên nhà lấy chồng rồi. Bên nhà lấy chồng rồi, người ta nói đời nên khi biết con thấy trời vời. Tuổi xuân có mấy hồi, tha phương nơi trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Còn một đoạn bài hát nữa.
Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng ngày dài, tâm tư hoang mang, dù nghe lắm nỗi bi hài, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm ở nhà. Chớ nghĩ người bên để chúng còn mình thương nhau. Một mai nắng xanh trời rơi nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng người. Như vậy 3-0 và tỷ số thuộc về Tiến Chất Bạc 10 triệu đồng. Quá xuất sắc dành cho Tiến Chất Bạc. Đây là thua tâm phục, thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì là nhạc của anh này thì là mình đã không nghe rồi. Mình chỉ nghĩ là bài Nước Ngoài và bài Tri Kỷ là hai cái bài mà... Nói chung biết cái tựa bài thôi. Biết cái tựa bài à. Thôi. Chứ còn và hát là thua. Bữa nãy nhưng mà Cường trả lời đúng là rất là đúng. Không biết đâu, là tôi khè khè với chứ tôi cũng không biết gì chứ. Cho nói cho vui thôi. Ôm giao hữu. Ok. Wow. Và xin mời các bạn hãy bước ra đây nào. Chúng ta hãy cùng nhau hòa giọng vào các khúc Nước Ngoài. Sông Việt đã lâu con chưa gọi về, nhà ta thế nào cha có đỡ đau ốm hơn không. Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhấm thang ấm cha ngồi, để với gió rét bên trời. Bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cùng mây sống cho mấy anh em. Chỉ lúc trắng yên bình, bạn con nào khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay ra hoài. Ô hô nước ngoài, giờ con đã ở nơi này, cuộc sống cứ xa qua vậy, chỉ vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bận tiền, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Ngày hôm qua ai nhắn gửi, cô bên nhà lấy chồng rồi, người ta nói đời nên khi biết con thấy trời vời, tuổi xuân có mây hồi, tha phương nơi trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách không làm giàu, mai sau ngỡ đâu mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại, trời trong giá băng bên ngoài, tâm tư hoang mang, dù nghe lắm nỗi bi hài, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm của nhà, ra nơi khác lạ, và trong lớp thanh niên làng, người may mắn đi đường vàng, còn ai chẳng tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào, anh em hòa gửi lời chào, mẹ chưa nghĩ người bên đây chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng người.
là đứng kế ông này nữa rồi. Đổi chỗ đi nào. Đổi chỗ thôi. Bạc vô qua đây. Vậy đi. Đổi vô. Các bạn thân mến, bài hát Nước Ngoài với một giai điệu hết sức là xúc động, làm cho chúng ta ai cũng phải lắng lại để suy nghĩ về cuộc sống. Và bài hát này kết thúc cho chương trình Sàn Đấu Ca Từ ngày hôm nay rất là ý nghĩa. Bây giờ sẽ là giải thưởng của hai đội chơi nhận được sau buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là Vũ Cát Tường ạ. Vũ Cát Tường. Thôi thôi em để em chị để vậy thôi chưa, được chưa, không? Chưa, chị đừng có dơ cái số nó ra. Không, chị biết là em cũng có chạnh lòng chút. Nhưng chẳng mà để chứ, chị nói. Hoài. Để chị nói. Tường, chị biết em là một người rất là có tài. Em viết nhạc, em hát. Và đó cũng là điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ. Bởi vì chơi cái này mình biết phải biết nhiều bài. Dạ. Chị biết, chị hiểu. Chị thông cảm với em và 4.000 khán giả ở đây thông cảm với em. Cho dù là em có giành được điểm nhiều hay điểm ít, nhưng em cũng đã thể hiện cái tài năng của em trên sân khấu này. Và đây 5 triệu đồng á hủi dành cho Vũ Cát Tường. Vui quá. Tôi tưởng là tôi không được cách nào đem về luôn á chứ. Tôi chia sẻ chút về cảm xúc của em đi em. Hôm qua chương trình này thì em xin cảm ơn chương trình đã cho em một cơ hội để em được thể hiện cái sự không biết nhiều bài của mình. Trời ơi. Và em cũng cảm ơn đội chơi vì cũng đã biết nhiều bài và thắng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Vâng. Còn đây, biệt đội ở ván giờ. Dạ các bạn, bằng lòng nhiệt huyết, bằng cái tuổi trẻ, bằng cái sự thủ đoạn bằng cái sự cống hiến đã xuất sắc mang về cho mình một giải thưởng rất là khiêm tốn. Thật sự mà khi mà tôi cầm cái bảng này trong tay, chân tôi đứng không vững nữa. Vậy thôi anh đưa cho tụi em cầm luôn đi, tụi em cầm cho. Tôi không muốn đưa nó nhiều, tôi không, tự nhiên tôi bị dính. Dạ, giải thưởng các bạn nhận được đó chính là nè, 20 triệu. Như vậy chương trình Sàn Đấu Ca Từ buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi đó chính là 19 giờ Chủ nhật trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện. Ôi, một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc của chúng ta. Đưa bằng áo trắng, đưa bằng áo đen, đưa sắc thời gian sẽ hiện lên. Ở đâu? Em đã được thi đấu với một dị nhân, X Girl. Không thể nào thua được. Ừ. Ê, vậy muốn xem tập 2 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.